Rồi quý vị ơi, tiếp theo là bonsai 1.797 một cây sam hương 650k bao ship toàn quốc. Đây cây sam hương tỷ lệ nó đây. Rồi tỷ lệ đó nha quý vị. À, cái tàn đó nè. 650k bao ship toàn quốc nha quý vị. Nha. Đó. Đưa từ xa cho quý vị xem nè. Chai trà xanh dưới nha, cao nó lên vậy nè, để coi coi mấy tấc, 2 tấc, 4 tấc 4, cỡ 4 tấc 7, 4 tấc 8 nha quý vị. Cái tàn của nó đây nè, cái tay tôi nè, bị ngang cái tàn nó là 2 gang tay đó nha, 4 tấc rưỡi, 4 tấc 6, cái tàn bị ngang của nó đó, bự lắm nha. Cây này là còn cây này với cây kia nó là hết luôn nha. Còn có 2 cây tông cao là hết luôn, không còn cái loại này nữa nha quý vị. Đó, tàn của nó đó. Tàn bự lắm nha quý vị. Rồi, xuống luôn, 650k bao ship toàn quốc. Anh nào quen ship code lại thì chuyển khoản nha. Cái đế này nè nha quý vị, cái đế nó rất là đều luôn nha. Đó. Cái cây này đế rất là đẹp luôn nha, mặt trước mặt sau gì cũng đẹp hết trơn á nè. Đó, đế rất là nở cũ luôn nha, cái đế nó bự nè, chà bá lửa luôn, thấy không? Rồi xuống luôn bây giờ, 650k bao ship toàn quốc.